8 ly mà ngắn thôi nha. Có lủng lỗ nào không? Anh gắn kìa. Lủng lỗ nè. Rồi lấy cái ron hồi nãy đó, rồi gắn lấy bộ lon gắn vô, nhưng mà trước tiên là phải cho tiếp cho nổ cái máy này coi. Cái ta nói là cô le ba người đè bốn người giật phải không? Đâu người đi bây giờ lớn chân kia thằng kỳ quá. Còn cái này á thì hồi nãy là do cái máy này nó bị thiếu nhớt. Rồi nó bị tùm lum hết trơn, bây giờ nó dẻo quá để không nổi, bây giờ mình cố gắng mình đè cho nó chạy thử thôi, coi nó ra khói lỗ mũi thôi nha. Nếu mà cái máy anh ra khói lỗ mũi là anh phải bỏ lại đây, nó chạy lên được nhưng mà ra khói lỗ mũi là nó bị rớt vàng hơi à đó, thế cho nên bây giờ mình nhờ bạn Trung đi rồi tiếp tay giùm cái mình sang đè đó cái nào cái gì nó cũng có cái công tắc, bạn công tắc lên bắn bên kia, bên kia. Lên. Rồi. Mặt lên. Cái nó vậy? Tôi ra lại chưa? Chưa ra nè. Rồi. Rồi. Nâng máu lên. Rồi. Chạy thử rồi sao nha, ra khó lỗ mũi là thôi nha. Hỏi kéo lên thử rồi không? Hạ chút. À đúng rồi đó. Đuối luôn cái bệnh vậy. Thấy ghê chưa? Đó, nhưng mà cái máy này là thấy gì là không có sức sửa được. Tại máy này nó bị sức nhất là sức mạng, thứ hai là bể tông. Ờ, cái này nó bị không? Đó, nhưng đá bẻ là rồi mình mở ra, mình có cái đèn kè thử chơi thôi. Nè, nhìn bàn lỗ mũi rồi. Máy này dẹp được hết ơi. Ra hơi rồi. Bỏ đây được, đổ hơi. Cái thức đáng của mình quay là không đủ sức chạy. Nhưng mà cái máy thì không biết. Cái máy là thứ nhất là bể cái tông, thứ hai là cái bạn kệ ra nhớ dữ lắm luôn. Thiếu cái độ ép nó, mình quay không thể nào chạy được. Nhưng mà cái máy đó, nó ép quá trời ép luôn, nó nóng hồi cái nó tăng cái nhiệt độ bù đốt lên đó. Thì nó ép nó chạy được, giống như là máy anh đang đề chạy không được 12 nhưng mà anh tắt lên đề 24 nó sẽ chạy, nhưng mà chạy gán nó. Đó, thử chơi thôi nên, nhưng mà cái này máy này là phải bỏ đây mới được. Để tôi gỡ cái bạc cái tông ra tôi coi. Hư gì thay đó. Nè. Vậy em cũng về luôn chứ. Anh giờ anh cứ thay đi rồi xong thì điện cho em rồi em xuống lấy máy tính tiền luôn. Chứ giờ em cũng đâu biết gì đâu. Chứ giờ là vậy tôi không thể nào tôi đem về, anh đem về anh đâu quay ra chạy được đâu. Rồi. Không lẽ tôi đưa về, anh về tôi cho anh mượn cái máy này. Anh chạy hồi hết nhất luôn. Nhất ra lỗ mũi vậy thế hú hồn. Thấy ghê chưa? Thấy máy mình ngon không thấy đó không? Chạy được không? Còn cho ao chung. Không chạy thiệt á, không có cái này chạy thiệt á. Vậy hả? Không có đâu. Rồi cuối cùng là đá vàng đã gõ mặt à. Cái máy này sao xì nút quá anh? Trời ơi chân mình nước xì rồi nè. Máy này chạy nóng dữ lắm. À, chân mình nước sức à. Sức bộ lon hoặc là nước chân à. Máy này châm nước chịu gì nổi, chạy hồi hết nước phải không? Không gài không có hết nước. Sao nhiễu dữ hả? Nhiễu đâu. Đây nè, xì vô không. Không gài không có hết nước. Không gài nước còn nguyên nãy, còn nãy xả ra đó. Dạ, mà sao nó nhóm nước kìa? Bữa nay tới rồi đó, chắc bên tới bữa nay nó tới cử nó luôn. Thôi giờ cái số phận nó vậy rồi, không sao có máy chạy về, nãy thằng này nó được thằng kia chở, giống như là sáng chở cái bệnh nhân đi.
Rồi hy vọng là ngày mai là bệnh nhân này hồi phục trở về. Không được. Rồi gửi ra luôn nè, tối làm để tôi mời lu bu khách làm không được. Vậy thôi em cũng về luôn. Rồi rồi hẹn ngày mai gặp lại. Ngủ ngon hơn nha. Hy vọng là ngày mai không sử dụng cái máy này nữa. Sử dụng cái máy này ngại quá. Rồi ok.